Rồi, chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Lâu lâu lên video nói chuyện các bác cho nó đỡ buồn, nhớ nghề các bác ạ. Gần hai tháng nay rồi, đấy, rất là lạc. Thì hôm nay em quay bác với cái số đồ em đang còn hiện tại thôi. Còn hàng em có về được nhưng mà nó không có về được tới tận nhà các bác, do dịch bệnh, tất cả đã vận chuyển, đang ngừng vận chuyển hết rồi. Đây là những cái màng lọc quả, những cái máy lọc không khí này. Đấy, lọc không khí thì em bán thì còn có mấy cái thôi, là hết rồi. Đấy. Hôm nay em sẽ bán cho bác mấy lọc không khí trên đó giá cực rẻ luôn. Đấy, bác chuyển khoản giữ hàng đồng ý như vậy, nhưng em sẽ bán bác giá rất rẻ luôn. Đấy, coi như là thanh lý hết luôn, nhưng mà em không gửi hàng được bây giờ các bác nhé, lưu ý cho em. Đấy, nên là bán sẽ rất là rẻ các bác. Đấy, lấy tiền để mua rau các bác ạ. Đây là những cái màng lọc, máy lọc không khí sáp. Đây này, hôm qua đi ra ngoài mua được trứng, chưa bao giờ mua trứng mà mua nhiều đấy các bác ạ. Ra mua được, có giành giật nhau mua được có mấy chục quả trứng, 40 quả. Đấy, bây giờ là mua thực phẩm thì khó hơn cả thời bao cấp các bác ạ, không phải đơn giản đâu. Đây này, đây có máy ra cọ dâu này. Đấy, con này là của bà Jun nhá. Đấy, sơ chín này. Đấy, con này thì còn rất là mới, thì con này thì nó tự động vệ sinh. Đấy, đây. Đấy, bà Jun thì nó chạy ở động cơ nó mạnh lắm, mạnh hơn bà La nhá. Đấy, nó kêu nó sẽ lớn hơn, bác tưởng tượng nó vậy thôi, nhưng mà máy thì nó cạo rất là trâu bò khỏe. Con này cạo nước ok hết bác nhá, sạc tự động. Đấy, bác cạo nước được luôn các bác nhá. Cạo nước nhá, dầu riếc này, các bác cho kem và cạo bình thường. Đây là hai phần sạc của nó này, vệ sinh nó dưới này này. Đấy. Cái nút này là bấm cho tự động chạy vệ sinh này, em đang không có cắm sạc vào. Đấy. Ở dưới nó có một cái nước đổ cồn. Đấy. Con này hôm nay em sẽ bán rất là rẻ cho các bác. Đấy, với điều kiện là bác chuyển khoản hết. Đấy, giữ hàng thì bán sẽ rất là rẻ. Đây là đổ cồn đây nhá, bác về pha loãng cồn nhá, cồn y tế sát khuẩn đó, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy, con này sản xuất tại Đức các bác nhá. Đây, Germany 2015 nhá. Đấy, sản xuất tại Đức. Có nhìn các bác ạ. Đây này, ghép mani này. Đấy, ngay đầu ngoài mình cứ đi kiếm tận đâu. Đấy. Cứ dùng xong là cắm như thế này. Đấy, em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể. Dùng dòng cao dâu em bán cũng khá nhiều em biết nhá. Đấy. Rồi, bán các bác con này bây giờ giá rất là rẻ các bác nhá. 2.600.000 thôi. Đấy. Thanh lý luôn. Đấy, chuyển khoản hết cho em các bác nhá. Đấy, thì là sẽ giá rẻ. Ok. Đây, lọc nước em. Đấy, mấy cái đồng hồ này nó chạy hết á. Em chưa, bữa này không mua pin để cho nó chạy đâu, còn chạy hết á. Ngoài ra em vẫn còn cái này 5A thì em để em xài rồi. Đấy, giờ em còn con ST2N các bác nhá. Đấy. Con này thì nó cũng còn nguyên hộp luôn. Đấy. Còn rất là mới. Thì đa phần mua những con bên đó thì mua những con đang còn mới đó các bác ạ. Ừ, tại vì mua mấy con cũ về thì một là lấy linh kiện thôi. Đấy, lấy linh kiện thôi chứ còn mua cũ về thì không có bán được các bác nhé. Chỉ lấy linh kiện, chẳng hạn như mình thiếu cái gì mình mua về mình lấy linh kiện thôi. Con này sản xuất vào năm 2010 mấy. ST8, ST2, ST6 nó xài chung một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây, máy màu trắng còn rất là đẹp nhé. Đấy, Panasonic nhé, 2016 này. Đấy, pin ion nhá, sử dụng điện 200 và 100V, dùng toàn thế giới luôn, máy còn rất là đẹp nhá. Thì Ba La thì thiết kế máy móc thì nó đẹp, nhỏ gọn, chạy rất êm. Đấy. Rồi, con này giá mua dịch các bác nhá. Đấy, mua dịch cho bác luôn. Đấy, 1.600.000 rồi các bác nhá. Đấy, chuyển khoản về em. Đấy, em sẽ giữ hàng cho bác luôn, vừa được em sẽ gửi các bác nhá. Đấy, giá siêu rẻ rồi, máy thì cực kỳ mới nhá, không phải suy nghĩ về độ mới của máy đâu nhá. Đấy, hai lưỡi nhá, tổng cộng nó là ba lưỡi, hai lưỡi chính và một cái lưỡi tỉa dầu ở giữa này, đấy là ba lưỡi. Đấy, con 5A này em dùng rồi, con này là 5 lưỡi em xài sướng. Đây này, những cái dòng máy xay thịt này thì em chia sẻ kinh nghiệm thật cho các bác, thì các bác lại đi mua hàng của người khác xong lại quay sang hỏi em. Đấy, thì bây giờ em nói thật các bác nhá. Đấy,
em sẽ hạn chế, em sẽ chia sẻ các bác kinh nghiệm các bác nhé. Đấy, chia sẻ các bác kinh nghiệm. Trừ khi những khách hàng nào mua hàng của em sẽ chia sẻ các bác rất là thật, thực tế luôn. Đấy. Đấy, có những cái nồi vi sóng các bác mua những cái cũng rất là nhiều tiền nhá. Đấy, 4-5 triệu thật nhưng mà về xài không ưng ý. Đấy, không ưng ý là sao? Tại vì văn hóa của người Nhật và văn hóa của Việt Nam mình, cái giữa cái bữa ăn ấy, đấy và thức uống ấy là nó cũng khác nhau khá là nhiều các bác nhá. Đấy, bên Nhật thì là chú trọng về chất lượng đồ ăn, đấy, rất là cao. Còn mình thì là chất lượng theo cái khẩu vị của mình nên là không thể nào mà cho hai nền văn hóa, nói chung là cái khẩu phần ăn cho nó giống nhau được các bác nhá. Đấy, mỗi nơi có mỗi khác. Thì bản thân trong Việt Nam mình thôi là miền Bắc, Trung Nam, miền Tây đã khác nhau rồi. Miền Tây thì hơi ngọt một chút, đấy các bác cho ngọt một chút. Đấy, còn miền Nam thì hơi hơi thôi, còn miền Tây thì hơi ngọt ngọt quá. Đấy, thì so với miền Bắc thì lại không ăn được. Có người ăn được thì ngon, người không ăn được thì lại bảo ngọt quá. Người miền Bắc thì mình thì là mặn. Đấy, thì lại không có nhiều gia vị để làm nó nhạt bớt cái món ăn. Nói chung là mỗi miền mỗi khác các bác nhé. Em chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Đấy, mỗi người có văn hóa riêng. Đấy. Bản thân cái máy xay thịt bên Nhật Bản em chia sẻ các bác coi con này hàng mới của nó. Đấy. Thì nó khá là mắc tiền. Đấy, nói đơn giản vậy thôi, em sẽ không nói nó là bao nhiêu tiền nữa, nó khá mắc tiền. Đấy. Đấy, so với con máy của Hitachi hoặc là Panasonic, con này nó đắt hơn rất nhiều các bác nhá. Đấy. Em chả nói thẳng là bao nhiêu nữa. Còn bác muốn mua của ai thì mua nhá. Nên sau đừng có hỏi em là bao đâu. Có nhiều bác hỏi em xong bắt đầu là đi mua của người khác. Đấy. Hỏi như vậy thôi. Đấy, chốt xong bắt đầu lại mua của người khác khi mà kiếm được cái con khác rẻ hơn. Em nói bác máy hàng bãi thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn con máy của em bán các bác nhé. Đấy, tại vì là em đang bán là hàng đấu giá bên Nhật, con này là con hàng bãi này em mua này, nhưng mà nó chỉ có một cái lưỡi dao duy nhất thôi, ấy là không còn một cái gì kèm theo nó ngoài cái lưỡi dao xay thịt này nhá. Đấy, con này là hãng của nó, là chính hãng là của Mỹ các bác nhé, lưu ý cho em, của Mỹ và nó sản xuất tại thị trường Nhật Bản, bán cho Nhật Bản. Đấy, con này của Mỹ nhá, thương hiệu của Mỹ. Đấy, thương hiệu gia dụng của Mỹ, rất nổi tiếng của Mỹ nhá. Đấy, con này chạy motor từ, chuyển động từ. Đấy, từ. Đấy, thế thôi. Đấy, chia sẻ bác nhẹ nhàng với tôi, con này em đang dùng. Tại vì là nó mất cái gài đây thì em xài, còn những con nghiêm chỉnh em đã bán hết cho bác rồi. Vừa rồi em bán những con motor từ rất là xịn của Amway, cũng là của Mỹ luôn. Đấy, hai thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ về đồ gia dụng và đầy đủ phụ kiện, nghĩa là mua máy từ bên Nhật về các bác nhá, đến tay các bác là đầy đủ phụ kiện, không thiếu một cái gì. Đây này, con này nó bị thiếu cái này, em phải đè lên này. Em đang mua một con cái nữa từ bên Nhật, mua hẳn cái nắp của nó luôn mà không biết về nắp vừa không. Đấy, hên là nó sẽ nắp vừa, em sẽ dùng cho nó trọn vẹn. Đấy, con này xài rất là sướng các bác nhá, xay thịt rất phê, cối nó một 2 lít, 1,5 lít, 1 lít. Đấy, một lần xay được cả ký thịt các bác nhá, lưu ý cho em. Đấy, đồ em chỉ có vậy. Đây này, này. Con này là con của Amoy này. Đấy, con này là con của Amoy ấy. Đấy, con này cối lớn hơn con kia một chút xíu. Hai con xem nhau. Em rất thích hai dòng này riêng về xay thịt. Vừa rồi em có bán một con Panasonic mới cứng cựa nữa. Đấy. Về đến đây nó cũng hơn 4 triệu chứ không có rẻ. Đấy. Mà chỉ có hai khay thôi, hai cái tính năng thôi. Đây này, lưỡi dao cạo dầu này các bác này. Đấy, lưỡi dao này của nó hiện tại giá thị trường của Nhật Bản, hàng chính hãng, nghĩa là hàng niêm yết, hàng mới cứng, nó tầm khoảng 2 triệu đồng tiền Việt mình. Còn đây mua hàng đấu giá thì nhiều khi có người ta mua về ta không nhìn giới, người ta bán rẻ hơn khoảng vài trăm ngàn thì mình mua thôi. Chứ mua hàng đấu giá mới cứng của nó, mua hàng niêm yết thì không có mua các bác nhá. Đây là thay vào con này này, em đang dùng con này nha. Đấy, giờ em xài con này. Đấy, hôm rồi bán cứ chốt lên chốt xuống. Đây này, năn đắn đo làm gì nó bác. Mua mới con này thì mua không nổi đâu các bác nhá. Đấy. Đại đa số thì khó mua lắm. Còn các bác có điều kiện kinh tế thì không nói. Con này thì nó rất là nhạy cảm. Chuyển động nó cực kỳ đỉnh, nó là dòng cao cấp mà. Có một con mạ vàng nữa cơ. Mạ vàng con đó như 9-10 triệu một con đó. Đấy. Thậm chí là hơn chục triệu nữa cơ. Rồi, ra đây quay lại cho các bác chỗ này. Đây này, con em đang dùng con này này. Con này thì là chỉ trộn bột thôi, chuyên trộn bột thôi. Cũng chạy motor từ luôn. Hàng của nước ngoài xuất về Nhật, hàng châu Âu á. Mình có mấy con bếp từ mà bây giờ dịch em cũng chả lôi ra bán làm gì cả. Đấy, dịch doạc rồi, không gửi hàng thì tình hình rất là phức tạp. Đấy, con bếp này bác cũng đặt cọc một chút thôi. Đấy, hàng như mới luôn, biết cái mặt inox inox. Đời sản xuất thì khá lâu rồi nhưng mà nó là hàng VIP của cái thời điểm đó.
Con này sản xuất khoảng 20 năm rồi đấy các bạn, mà gần như nó chưa xài luôn, xài 1-2 lần thôi, rất mới luôn. Em đang về mấy con máy chiếu nhá, và 1-2 con máy chiếu về test thử nghiệm mà nó dùng ok không thì bắt đầu em mới nhập máy chiếu về em bán các bác nhé. Đây là một con máy in này, da dịch thì em sẽ cố gắng để khôi phục con này, mang ra thợ Việt Nam mình khôi phục con này để xài. Con này nó bác chia sẻ hàng mới nó cũng khá là mắc tiền, để xài chức năng photo với cả in ấn, in màu luôn mà. Đấy. Còn đây em đang sưu tầm một số những cái này, đây này, cái này em đang sưu tầm một bao tải, một bao nhỏ thôi. Đây này, đấy, cái này là những cái đầu rắc nối nhanh, điện sẽ cắm vào đây, dây điện sẽ cắm vào đây, hai đầu, một đầu vào, một đầu ao vào, một đầu ao ra. Còn đây là cắm vào đây là lấy điện này. Đấy. Đi đường điện công trình trong công ty ấy, các thứ đấy. Đấy, người ta muốn bắt vào cái mặt phẳng tường thì sẽ bắt như thế này. Đấy, có hai cái lỗ bắt ốc này, đấy, rất chắc chắn nhé. Đấy. Một con máy khoan pin kìa, mua lúc mua gần như mới cứng, xài xong em xài rất là hao, xài xong nó đâu chả lau chùi vứt đó luôn. Panasonic con dòng máy pin không than đó, khoan tường. Còn đây là ổ điện còn chút xíu ít thôi, đấy, đầy đủ để chơi linh tinh đấy. Đồ nghề em thì rất là nhiều nhá, các kiểu luôn. Hôm nay quay chia sẻ các bác cho nó vui thôi, buồn quá ở nhà chả biết làm gì nữa, cứ ở trong nhà này. Đấy. Mấy cái này thì không có bán các bác nhá, không có để bán đâu, em chỉ phục vụ công việc của em, phục vụ cho các bác thôi chứ không có bán nhá, tại vì mua bên Nhật về rất đắt, chả biết bán thế nào cả. Rồi em có bán chia sẻ các bác đấy, nhưng mà xài cái chất lượng mấy cái cốt kia của nó chất lắm. Này, còn đồ đây này, đấy, chia sẻ bác nò vi sóng này, bác là có điều kiện thì sắm được một con nò vi sóng này, dòng Toshiba nhá. Đấy, những con mà là 25-30 lít, đấy, màn hình LED nướng được khoảng 300 độ C, những con này chơi rất là đã. Đấy, tại vì nó nướng được 300 độ là nó nướng được một con vịt 2 kg, 2,5 kg, một con ngan đấy. Nướng vàng giói luôn, giọt tanh tách luôn, nướng còn ngon hơn cả bếp than. Đừng nói là bảo ngon bếp than, tại vì sao, nướng nó giữ nguyên được hết tất cả những cái nước ở trong con vịt đấy, không phải như than. Bác than bác muốn bác nướng được con vịt thì bên trong nó khô mẹ hết rồi, chả còn tí nước nào cả. Bác có để ý ra mua vịt quay xem, chặt ra là hết nước rồi, không còn nước ở đâu bác nhé. Này, em để ý người ta quay, người ta phanh hết ra là quay nó khô hết rồi, than nó cháy khô hết rồi, không còn gì. Còn con này nướng còn nguyên nước, chặt ra là như các bác luộc luộc vậy, mà bên ngoài là chín cháy vàng giòn rất ngon đấy, tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, nhiều bác cứ đi kiếm những con này, kiếm những con kia, VIP này VIP kia, rồi nó bác riêng các bác là thích ăn đồ mà nó hơi cháy cháy một chút, nghĩa là nó hơi cứng hơi giòn một chút thì lên dùng của Toshiba nhé. Đấy. Đấy, lên dùng của Toshiba. Tại vì sao, Toshiba của nó sẽ nướng, nó sẽ tính thời gian từ lúc mà nhiệt độ đạt đủ 200 độ C đấy. Chẳng hạn như bác cài đặt đấy, em sẽ hướng dẫn các bác sơ này. Đấy, em cứ hướng dẫn các bác lại đi mua cửa hàng của người khác, nhưng bắt đầu quay về hỏi em. Có thật các bác chứ, cái đó thì em muốn chia sẻ với bác thực tế thôi, bác mua của ai không vấn đề đâu, nhưng mà có nhiều bác mua người khác về cứ hỏi em, hỏi đi hỏi lại, hỏi em rất là ấy, hỏi quá nhiều luôn đấy. Tại sao sao bác những cái mà em có thì em không nói, mà những cái em không có thì em không nói, nhưng còn những cái của em có các bác em không mua mà cứ mua người khác về hỏi em đấy. Đấy, nói chung là không phải riêng em đâu, bác có của ai vậy thôi, người ta cũng rất là khó chịu chứ đừng nói là em, nhưng mà em vẫn tư vấn nhiệt tình các bác. Đây này, đây là nói với xong em không có nhé, em sẽ chỉ bác nhé. Đấy, con này con Toshiba nhé, sản xuất vào năm 2010, không cần đời cao, bác đừng cần đời quá cao cho em làm cái gì cả, miễn sao là cái nò đó chức năng gì thôi, thì đừng có chạy theo cái đời công nghệ công nghiệp này làm gì các bác nhé. Đấy, con này là lúc em mua bên về nó gần như là mới cứng luôn. Đấy, em xài lâu ngày rồi, em xài con này nó phải 25 mấy rồi. Đấy, màn hình nét con này của nó là nướng này, nướng ấy nó 300 độ C đấy, để ý cho em nhé, những con nào nướng phải có 300 độ C nó mới nướng đỉnh được nhá. Đấy, còn 250 độ chưa đỉnh được đâu. Đấy, mình chung là menu đây là tự động của nó, nói chung là tất cả rau củ quả, tôm cua, dùng bánh mì bánh mủ các kiểu tự động vệ sinh nó làm hết trong ngày nhá. Đấy, đây là menu tự động nó đến 441, còn đời cao hơn nó lên đến 49. Đấy, đây là cái menu từ 9 đến 41. Đấy, đây này, từ 9 đến 41 là chương trình của nó nhá. Đấy, còn những chương trình kia là chỉnh bằng ở trên đây rồi. Đấy. Hâm nóng này, hâm nóng lên 1000W. Đấy. Xài rất là ngon, con này phê lắm. Đời của nó đây này,
đấy, đấy nò nó này, Toshiba JZ310 2011 đấy, cái mẫu như thế này nhá. Các bác cứ nhìn cái con mẫu như thế này, có cái mẫu cải tiến hơn chút một nữa là 350 độ, con này có 350 độ cơ. Một con dòng như thế này nó cải tiến lên 350 độ, màn hình lớn hơn một chút. Trước em có bán một con đó rồi, là nặng 25 kg, mã vãi trưởng luôn, xài nó phê thôi rồi, lướng hai con ngan 2,5 kg, quay phát chín ngay các bác nhá. Thì con này ấy, chẳng hạn như nướng như thế này, các bác nhìn này, bác tính 180 độ C đúng không, bác bấm nó chạy đấy, phút này đấy, chẳng hạn 9 phút đúng không, bác tính bắt đầu nó chạy, nó không đếm giờ ngay, bác hiểu không, không đếm giờ ngay đấy. Còn như là ông Ba La là ông đếm giờ ngay từ ban đầu, bởi vậy nó chín nó không được ok đấy, nó không ngon. Chỉnh tay của mấy con đó nó không có ngon bằng của tô em, nó nướng rất là nhiều. Còn bác nào bảo ngon hơn thì các bác theo chẳng hạn như là có vừa hợp khẩu vị của các bác đấy. Nhưng mà như em sử dụng thì con này nó đảm nhiệm cái vai trò nướng rất tốt nhá, nướng kỳ tốt so với cái nhu cầu của mình đấy. Đây là em có một hòm cái ổ cắm này đấy. Ổ cắm này em rất là phê, vừa rồi có bán cho bác, những bác mua 5 6 chiếc luôn đấy. Bác bảo anh xài toàn điều hòa 200V nên anh cần cái này đấy, bếp từ anh cũng xài đấy, Panasonic nhá đấy. Rất tuyệt vời luôn, hàng chính hãng của Ba La luôn đấy, cắm cho bếp từ Dương đấy, của Ba La đấy, Ba La Ti đấy, điện 200V hai từ, và cắm cho tất cả những cái cục điều hòa của Nhật Bản, điện 200V cắm được hết đấy. Tháo ra rất dễ nhá, mặt này, tháo phát ra này. Em video quay hơi lâu phát nhưng mà chia sẻ vui với bác, lâu ngày nên buồn quá, nói chuyện với bác cho nó vui thôi. Đấy, đấy. Đấy, không? Đấy, hàng của Ba La nữa, Ba La sản xuất dùng cho Nhật nhá, không phải Ba La xuất khẩu đi qua đây đâu, xuất khẩu qua đây nó còn khác nữa. Ok bác nhá, cái này trăm mấy một cái, quên mất rồi. Đấy, trăm mấy, gần 200, 160, 170 gì đó. À, là đồ nghề linh tinh. Đây, tôi máy khoan này. Máy khoan này dùng thì chắc phải hết đời mới hư được các bác nhá. Chạy bằng nhôm, còn khá là mới, còn đầy đủ phụ kiện luôn này. Đấy. Đây, có 200 mấy chục ngàn này. Mẹ, rẻ hơn cả máy của Trung Quốc các bác nhá. Có điều nó không có đảo chiều thôi, nhưng mà xài để khoan khiếc, với cả khoan mồi thì bá đạo, 100V nhá, đến bao giờ mà hư được. Nên cũng biến tần em đang dùng chạy cho cái quạt đấy. Đấy thôi, mấy cái đồ linh tinh trong nhà em thì nó linh tinh này, mấy cái súng bắn keo ở Nhật nhá, các kiểu kiểu nào cũng có hết. Kiểu này bắn tiện này, còn kiểu này thì là nó không tiện đấy, nhưng mà nó là trâu, loại này dùng chắc hết đời luôn các bác nhá. Nhìn cái kết cấu này của nó thì đến em nói thực các bác, đến đời cụ tổ cũng chưa hư được các bác nhá. Đấy, nhôm xoay cái này ra đút vào, em dùng hết nhá, cái này không có bán các bác nhá. Bác có thể lên mua của anh em bán những con này tầm 100 150 gì đó như thế này, để nó bác mẹ xài bằng của Iowa này, Iowa Kai này, để nó bác nó xài bằng cả chục cái kia của bác xài hư rồi mà chưa hư được một cái này nhá. Đấy, nó làm rất chắc chắn nhá. Cái súng bắn keo đây có bán 30 40, ôi cái loại đó thì bắn được mấy chai vứt ngay, riêng nó bắn cái này rồi cái đó chỉ vứt sọt rác luôn các bác nhá. Đấy, tại vì cái ở đây nó làm mỏng manh các thứ lắm, còn cái súng của nó làm rất chắc nhá. Đấy, sắt của nó làm dày lắm. Em sẽ xài 3 chiếc luôn, ít xài rồi nhưng mà 3 chiếc, đồ nghề thì rất nhiều, kính hàn đấy, các kiểu, nói chung là chả thiếu cái gì, nói chung là không có làm xưởng thôi nhưng mà đồ nghề đầy đủ hết, máy cắt bao nhiêu độ có đầy đủ hết, nhôm cắt có, sắt có luôn đấy, máy hàn có luôn. Bởi vậy tích vừa rồi em hàn làm cái trên kia là đầy đủ hết. Đây, nhìn ở đây cái này thì bác kia bác đã mua rồi mà bây giờ phong tỏa, Đồng Nai cũng dịch bệnh cũng ác, bây giờ cũng không có làm gì được các bác. Đấy, chịu không gửi được cho bác, cũng bác cũng trong Đồng Nai thôi nhưng mà mình không gửi được. Đấy. Đây này bác nhìn cái con này mới được. Đấy, con này em quay trước rất là lâu rồi, cách đây vài tháng rồi, để tính để không quay xài nữa. Vừa rồi bác hỏi đang mua con này, tủ nện năng lượng mặt trời. Đấy, con này của nó là 10 kPa các bác nhá. Đó, trọng lượng bản thân của nó nặng 50 kg, tất cả sản xuất bằng sắt nào inox hết 100% luôn, vỏ inox nhá, người ta sơn lên inox, các bác biết đừng đẳng cấp cỡ nào ấy, sơn inox về mà bác kêu thợ khóa đánh cho một cái chìa khóa này nữa thì quá tuyệt vời luôn nhá.
đánh một chiếc chìa khóa này nữa. Thợ đánh phát một thôi, đánh phát chìa khóa này nữa là xài thì thôi rồi luôn. Đi lốc này, bác nhìn thấy không? Đấy. Nhìn trong nó có tem của nó mà nó ghi là Su 304. Đấy, inox của nó làm Su 304 đấy. Sản xuất vào 2016 nhá, đời cực kỳ cao luôn. Chưa xài nhá, mới tủ năng lượng mặt trời mà chưa xài. Bác mua những cái đồ của Nhật đã xài rồi, bác mua đã 5 ký đã phải 7 8 triệu, mười mấy triệu rồi các bác nhé, tùy vào những cái con, công suất hoặc là những cái mà chất lượng của nó. Còn đây con này là chưa hề đụng một lần nào. Nghĩa là chưa cắm một cái đường điện nào vào để dùng. Đấy. Có 15 chai thôi các bác nhé. Đấy. Mới cứng cựa luôn. Đấy. Bác ấy có am hiểu về dòng điện năng mặt trời. Bác biết cần biết xài như thế nào, xài như thế nào. Đấy. Ok bác nhé. Đẹp. À, nhìn tủ điện này bác nhìn so với so sánh 10 ký ở đây thì bác xem là nó nặng bao nhiêu ký. Đấy. Bên trong nó có những cái gì? Bên trong một dàn tụ, có một dàn quạt tản nhiệt bên trong rất to nhé. Bằng inox hết, tất cả bằng inox hết. Inox hết các bạn thấy chưa? Không có làm sexy ở trong này. Tại vì sao con này lại làm bằng inox? Một dàn tụ nó bằng cổ chân nằm trong kia kìa, đen đen kìa, dọc từ đó xuống dưới luôn. Bởi vậy cái tủ này rất nặng. Sexy của con tủ này khoảng hơn chục cân rồi. Cộng thêm nội thất của nó nữa. Đấy. Tủ này của nó là nó dùng ở ngoài em đã, các bác biết chia sẻ bác biết là nó dùng ở vùng thiên tai. Đấy. Vì là vùng mà ảnh hưởng thiên tai cao ấy. Đấy, nó phải dùng như thế này. Tại vì sao? Tại vì nó mới chống chọi được thiên tai, môi trường khắc nghiệt. Đấy, nó mới sản xuất như thế này, inox. Đằng sau có lỗ dẫn điện thông vào dưới. Đấy. Đằng sau lỗ thông gió ở dưới, nói chung là ngăn tất cả côn trùng để chui vào luôn. Nó làm cơ đó luôn. Bằng inox luôn, mới cứng luôn. Treo lên trên tường luôn. Đấy, nó có hai tai treo kìa. Hai tay treo lên nặng lắm, 50 kg, 10 kW. Em tính dùng mà dư có thời gian em đang có một cái dự định là sẽ chắc chắn là sẽ phải kiếm một thùng như thế này để dùng trên cái vùng lối, đặc biệt là Tây Nguyên, xài rất phê các bác nhá. Dùng Tây Nguyên em nói bác, nếu mà bác nào mà đầu tư thứ nhất là homestay hoặc là trang trại ở trên Tây Nguyên mà cái chỗ vùng mà điện không có, hoặc là điện nó kéo vào hơi khó, hoặc là muốn tiết kiệm dùng độc lập con này, dùng thứ nhất là xài ban ngày và ban đêm mà tích pin đấy, chẳng hạn như thế. 10 kVA con này nếu mà xài để phục vụ sản xuất nông nghiệp ở trên vùng một cái quả đồi khoảng cỡ em tính vào nếu mà nước suối có hết rồi đúng không, bác chỉ dùng điện để chiếu sáng hoặc là sử dụng cho cái nhu cầu bình thường, nghĩa là tiêu dùng điện, thì con này 10 kVA nếu bác xài thì nó tuyệt vời luôn, còn hơn cả tiền mua máy phát điện các anh nhá. Máy phát điện con thua được đâu, không lại đó đâu nhá. Kể cả bác có mua máy phát điện, riêng máy phát điện mà 10 kVA bác biết nó bao nhiêu tiền rồi các bác nhá. 10 kVA nó không hơi rẻ. Đấy. Riêng 10 kVA cái loại xịn, còn cái loại mà 10 kVA thì nó có rất là nhiều loại cao cấp là khác. Đấy. Còn giống như cái tủ điện năng lượng mặt trời mà loại dòng cao cấp này nó lại khác các bác nhá. Cái này nó bên Nhật nó mắc là hơn 100 hôm vừa rồi em có coi là nó gần 2 triệu yên, các bác quy ra tiền Việt của mình ấy, nghĩ là gần 2 triệu yên các bác nhá. Bác cứ coi xem, nó có like của nó trên Google ấy. Gần 2 triệu yên nhá, cái này của GS Russia đấy, của đây này, công ty chuyên sản xuất năng lượng bình ắc quy các thứ ở Việt Nam mình ấy. Đấy, nhưng mà của Nhật Bản đấy, GS Russia nhá. Các bác hay mua pin của nó đấy, mà hay mua bình ắc quy của nó đấy. Đấy, hãng GS đấy, của Nhật Bản đấy. Cái này gần 2 triệu yên, bác quy ra nó bao tiền. Như cái tủ này không, chứ đừng nói hệ thống năng lượng mặt trời của nó để làm gì các bác nhá. Đấy, gần 2 triệu yên đó. Thì như khi em nói cái giá thật của nó thì các bác bảo em cứ nói vống lên, em nói thật các bác chứ. Em nói bác chỉ bác mình ở đây ấy, là chỉ có mua hàng bãi thôi, còn mua hàng máy móc mới cứng của Nhật về để nhà máy ở đây mà lắp ráp ấy, đầu tư không biết bao nhiêu tiền để mà nói các bác nhá. Em nói bác nếu mà để đầu tư nhá. Đấy. Em nói bác công ty của Nhật của em đây này. Ngày trước em làm này. Đấy. Họ là người Nhật luôn. Tập đoàn lớn luôn mà người ta chỉ mang cái dàn máy móc sản xuất thùng cắt tông bao bì người ta đã dùng trước đó đã 10 năm rồi mang qua đây thời điểm đó. Đấy, người ta chạy đến 10 năm sau bắt đầu người ta mới mang một cái dàn mới từ người ta qua đây, mà người ta để 15 năm sau, người ta đúng 15 năm sau ấy nó mới mang một cái dàn máy mới từ bên đó qua đây để nắp vào để chạy nhá. Đấy.
Còn 10 năm trước nó chạy những cái đồ nó đã thải vứt bỏ hết rồi ở bên đó rồi. Nó mang qua đây mà nó chạy, nó còn phát triển, nó bành trướng ra đây rất mạnh coi nhá, mở ra bao nhiêu nhà máy đấy. Trong khi đó mình ở đây sản xuất những thùng nó chưa đạt được yêu cầu như của nó sản xuất, bác biết đẳng cấp của nhà rồi, không phải quảng cáo nhiều đâu các bác ạ, thực tế nó là như vậy. Nên là mình mua những cái gì giá trị của nó cao. Bác nào đi du lịch qua Nhật thì biết rồi các bác nhá, du lịch qua Nhật thì không phải suy nghĩ nhá, du lịch qua Nhật thì không phải nó không phải bàn. Đấy, mua đồ mới của nó thì biết rồi nhá. Đấy, tính tiền của nó mà quăng sang tiền của mình thì em là biết ngay là nó là cỡ nào rồi. Ok, đấy, nhưng mà chất lượng nó khác so với đồ đây, tiền nào của đấy các bác ạ. Ok, thank you các bác nhé. Hẹn gặp lại vào video ra theo. Đây này, những cái hàng này. Đóng hàng, em đóng trên nhà kia. Đây, quay này các bác. Đây, còn bếp ga này. Hồi nãy bác có 4 triệu rưỡi thôi mà chả mua nữa thì mua được đâu. Chả mua được đâu các bác ạ. Con này mua thì bên Nhật về thì em không dám mua. Tại vì mua vé tiền ship còn cao hơn em bán ở đây rồi. Con này khá đẹp nhé, 2013. Mặt đá của Panorama. Mặt đá, con khá đẹp các bác nhé. Đấy, mặt đá. Mặt màu hường. Màu đất đẹp này, đá kim tuyến của nó này. Đấy. Em đang xài một con nhưng mà đời nó thấp hơn con đó cơ. Con này chỉ 2010. Đấy. Em đang xài con như thế này. À. Con này nó tiết kiệm pin vô cùng luôn. Mặt đá này rất sạch sẽ nha, lau chùi rất dễ nha. Mặt của nó này lau hoài nó cứ bóng hoài, nó cứ đẹp hoài, đẹp hoài luôn. Riêng dòng Paloma mặt đá VIP của nó hẳn VIP hẳn luôn, nó không có dở ưng ưng giống như là Zinai có nhiều mẫu, nhưng riêng Paloma làm đúng một mặt thôi. Một loại VIP thôi. Xong. Đấy, hàng em đang còn chất đầy các bác, nhiều lắm, mấy bao tải, 4-5 bao. Đấy, sau gọi còn là mấy con tủ mát đi, qua dịch thôi. Qua dịch này xử lý cho các bác nốt. Ok các bác nhé. Xe đạp gian này, đó là mua múc nốt rồi, 9 triệu rưỡi. Nguyên bản luôn, hàng rất